Đại tướng trong lòng dân luôn bất tử, Việt Nam tự hào có đại tướng trong tim. Đó là những lời thơ đáng kính dành cho vị anh hùng, vị đại tướng của nhân dân Việt Nam, Võ Nguyên Giáp. Vâng, những ai là người dân Việt Nam thì sẽ không thể nào không biết tới người anh hùng dân tộc này. Võ Nguyên Giáp, cái tên đã nói lên tất cả. Nhắc đến ông là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những chiến công hiển hách. Ông là một vị chiến lược gia kiệt xuất của nhân dân Việt Nam, là một chiến lược gia quan trọng trong lịch sử. Vậy trong mắt người nước ngoài thì ông được đánh giá như thế nào? Hãy cùng Top 1 tìm tòi, tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Người nước ngoài sợ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thế nào? Mình hay các bạn, bất cứ ai là người dân Việt Nam hẳn sẽ không thể không biết đến người anh hùng mang tên Võ Nguyên Giáp. Mặc dù Việt Nam có rất nhiều nhân tài, các anh hùng cứu nước nổi tiếng, thế nhưng Võ Nguyên Giáp là một trường hợp đặc biệt. Bạn tò mò vì sao mình lại nói như vậy ư? Bởi vì ông là vị tướng duy nhất đánh toàn thắng đế quốc Nhật Bản, quân đội Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Là vị tướng cầm vô lăng chiếc xe tăng vũ trang dân tộc khắp các mặt trận. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là người hùng lịch sử trong lòng người dân Việt Nam, mà còn là một vị tướng huyền thoại được thế giới công nhận. Tài đức vẹn toàn, nhân hậu, thân thiện, ông được xem là một trong những bậc thiên tài hiếm có. Không chỉ các nhà sử học, tác giả viết sách, phóng viên quốc tế nhắc đến ông như một huyền thoại, thủ lĩnh tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam, trong mắt các tướng lĩnh quốc tế, thậm chí là những người từng đối đầu trên chiến trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự. Khắp trong và ngoài nước đều biết Võ Nguyên Giáp là đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, người anh cả của đội quân từ nhân dân mà ra và bách chiến bách thắng. Chúng ta thật tự hào vì có một vị anh hùng dân tộc như vậy. Điều đặc biệt của ông là trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, Võ Nguyên Giáp là tướng duy nhất được phong một lần quân hàm đại tướng. Có nhiều vị tướng của cả ta và đối phương đánh giá tướng Giáp xứng đáng là đại nguyên soái. Ấy vậy mà, về bề ngoài của người chỉ huy thiên tài đó, con người đặc biệt đã đi vào huyền thoại lại vô cùng bình dị, hiền từ, dễ gần và ấm áp với mọi người. Chất mộc mạc lệ thủy, Quảng Bình, nắng gió chịu khó chịu thương, quê hương của đại tướng kính yêu. Chiến tranh là điều không ai mong muốn, song qua những cuộc chiến điêu linh đó, hình ảnh người lãnh đạo tài ba càng hiện lên rõ ràng hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những người như vậy đó. Theo công bố của Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh, ông vinh dự được xếp vào một trong 10 vị tướng lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới, là bậc thầy về chiến tranh du kích với những chiến thuật cực kỳ nhạy bén. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy trên không, tiêu diệt pháo đài bất khả xâm phạm của Pháp đã phần nào thể hiện được tài năng của một vị tướng lĩnh như ông. Thật tự hào về đại tướng của chúng ta phải không các bạn? Bạn cảm thấy hãnh diện không? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Chưa hết đâu, bản lĩnh quân sự và lý tưởng cao cả của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thu phục được cộng đồng quốc tế. Ngay cả các nước phương Tây, thậm chí là những quốc gia từng là kẻ thù của Việt Nam cũng phải ngả mũ nghiêng mình trước tượng đài bất khuất này. Vâng, ông chính là biểu tượng cho hình ảnh con người Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng không vì thế mà tinh thần bé nhỏ. Đã có rất nhiều mỹ từ ngợi khen dành cho vị đại tướng xuất chúng được cả thế giới ghi nhận và liệt vào danh sách những tướng soái vĩ đại nhất của nhân loại mọi thời đại, với hàm ý đầy kính trọng và khâm phục. Nay, người đã về với thiên thu, tên tuổi của người sáng mãi cùng lịch sử trong sự kính yêu vô hạn của người dân Việt Nam, trong sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ của loài người yêu chuộng hòa bình khắp năm châu bốn biển. Mình thích gọi đại tướng là một huyền thoại đặc biệt của muôn đời. Và không chỉ người Việt, mà các chuyên gia quân sự trên thế giới cũng phải ngưỡng mộ, dành những lời có cánh cho vị đại tướng này của Việt Nam ta đấy. Sau đây, mình sẽ trích một vài nhận xét mà bạn bè quốc tế, thậm chí có cả kẻ thù dành cho Võ Nguyên Giáp. Masha Bingel, vị tướng danh tiếng, từng tham gia chỉ huy quân đội Pháp trong trận chiến Điện Biên Phủ nhận xét. Tướng Giáp đã chỉ huy quân đội của ông thành công trong hơn 30 năm, điều này tạo thành một sức mạnh chưa từng có. Nguyên Tổng Tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam, tướng William Westmoreland cũng tuyên bố, những phẩm chất làm nên một nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại là khả năng đưa ra quyết định, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung và một trí tuệ hội tụ được những phẩm chất này. Tướng Giáp đã sở hữu tất cả. Từng là kẻ thù của nhau trên mặt trận Điện Biên Phủ,
Nhưng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Đại tướng Marcel Bigel vẫn thừa nhận, hồi ấy, nếu tôi là người Việt Nam, tôi cũng sẽ trở thành Việt Minh. Điều đó cho thấy sức thuyết phục của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là không thể chối cãi. Ông Giáp đã lãnh đạo quân đội nước Việt Nam giành được chiến thắng trong một thời hạn thật đặc biệt kéo dài suốt 30 năm. Đó là một kỳ tích chưa từng thấy. Đúng vậy, không phải hiện nay mà muôn đời sau, tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam. Ông Bigel nói thêm, ở Mỹ, Tổng thống Westmoreland, Tổng chỉ huy quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Đông Dương nhận xét, mọi đức tính tạo thành một thống lĩnh quân sự lớn như sự quyết đoán, sức mạnh tinh thần, khả năng tập trung trí tuệ và hành động, trí thông minh, tất cả đều có ở tướng Giáp, một thống soái vĩ đại. Thống tướng Westmoreland cũng cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc đã cho thấy vai trò quyết định của các nhân vật kiệt xuất của đối phương. Quân đội Việt Nam mà vai trò cao nhất là tướng Giáp, người lão luyện trong việc tổng chỉ huy thực hiện chiến tranh du kích. Trên thế giới cũng đã có không ít những cuốn sách lịch sử, những thước phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp và tài cầm quân thiên bẩm của tướng Giáp. Đại tướng Anh Peter MacDonald đồng thời là một nhà phân tích về chiến lược trong cuốn sách Giáp An Assessment cũng có viết, Võ Nguyên Giáp đã có 30 năm làm tổng tư lệnh quân đội và gần 50 năm tham gia vào những suy tính chính trị ở cấp cao nhất. Đó là hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử thế giới. Và lại, khó so sánh ông với những tướng lĩnh khác. Sự kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở một trình độ như vậy trước đây cũng chưa từng có. Tướng Giáp đã chứng tỏ những phẩm chất hiếm có trong tất cả những lĩnh vực chủ yếu của chiến tranh. Sử gia Stanley Kanau đã xếp tướng Giáp ngang với những danh nhân quân sự lừng lẫy thế giới. Ông là người ngang hàng với các nhà lãnh đạo quân sự vang dội như Grant, Lee, Rommel và MacArthur. Những cuộc tiếp xúc với các ký giả phương Tây đã để lại trong họ những ấn tượng sâu đậm, cho thấy đại tướng không phải là một chiến thuật gia khô khan như mọi người vẫn nghĩ khi nhắc đến một vị tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là một con người lãng mạn như bao con người khác, yêu thích thơ phú, văn chương, thích các tác giả Mỹ, nhất là các nhà văn Pháp như La Fontaine, Anatole France, Voltaire, Romani Rolland. Theo như nhận xét của tác giả Daniel Rossi, cựu phóng viên thường trực của Hermite tại Việt Nam trong bài viết Tương Giáp, người không khuất phục, yêu thích từ Voltaire đến Romain Rolland. Bên cạnh đó, ông là một con người rất thoải mái, nhã nhặn, hay cười, quan tâm đến người khác, rất mô phạm nhưng cũng rất nhiệt tình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng được người dân yêu mến và tôn thờ cho dù ông đã về hưu. Sự ra đi của đại tướng là một mất mát không chỉ của Việt Nam hay của châu Á mà là của cả thế giới. Bên cạnh đó, nhân dân trên thế giới còn bày tỏ lòng khâm phục khi nhắc đến tuyến đường 20.000 km trải dài từ Bắc vào Nam Việt Nam, một kỳ tích chỉ có ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhờ đường mòn Hồ Chí Minh mà quân đội Việt Nam có thể vận chuyển binh sĩ, khí tài và lương thực dẫn đến chiến thắng lịch sử năm 1975. Đây là con đường huyết mạch mà Mỹ phải mất bao nhiêu thời gian, tiền tài và nhân lực nhưng vẫn không tài nào bẻ gãy được. Như vậy, có thể thấy, thiên tài quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại. Một chiến thắng không chỉ làm nức lòng nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới, mà còn cả những nước đế quốc, thực dân sừng sỏ thời bấy giờ. Quân địch khi đó nhắc đến vị anh hùng của ta đều phải có vài phần lo sợ và e ngại. Giới phân tích quân sự quốc tế, dù có những tranh cãi về một số quyết định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một số thời điểm nhất định của chiến dịch, vẫn nhất trí cho rằng thiên tài của ông chính là việc ông hiểu rõ kẻ thù của mình là ai, lợi thế của chúng là gì, làm thế nào để khiến chúng mất đi lợi thế đó. Họ cũng nhất trí cho rằng bằng việc đánh bại những thiên tài quân sự giỏi nhất trong chính trận chiến do họ sắp đặt, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoàn toàn xứng đáng được gọi là đồng chí Điện Biên Phủ. Video đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong? Hãy comment xuống bên dưới để chúng mình cùng thảo luận nhé. Và nếu thấy thích video ngày hôm nay thì đừng ngại ấn like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!